Mình mới kiếm được một công cụ AI khá là hay anh chị. Nó có tích hợp vào đây rất là nhiều công cụ ha. Ví dụ như ChatGPT, Midjourney, Deepseat hoặc là Clip AI, Runway luôn anh chị. Khá là nhiều công cụ ha. Chúng ta có thể sử dụng hầu như là các công cụ mạnh đều có trên công cụ này và chúng ta sẽ không cần phải sử dụng những công cụ riêng lẻ nữa ha. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng công cụ này ha. Ok vào video thôi. Đầu tiên anh chị vào trang của Global GPT ha anh chị, đường link mình để dưới phần mô tả ha. Ở trong Global GPT này anh chị sẽ thấy ha, khi mà chúng ta login vào đây thì chúng ta sẽ bị choáng ngợp ha bởi vì quá là nhiều công cụ ha anh chị. Vào đây thì mình sẽ thấy có khá là nhiều công cụ hot trong đây, ví dụ như ChatGPT 4O cũng có nè, Midjourney phiên bản cao nhất nè, version 6.1 nè, cũng có luôn ha anh chị. DeepSeek R1 cũng có luôn và khá là nhiều công cụ ha, Runway cũng có, Ideogram, RAM. Wow, thật sự là rất là nhiều ha khi mà chúng ta sử dụng thông thường thì chúng ta sẽ cần sử dụng nhiều tab với nhau ha còn trong đây mình nghĩ là họ sẽ tích hợp API á tức là họ kết hợp những cái công cụ kia họ tích hợp vào một chỗ để chúng ta sử dụng ha thì việc mà sử dụng tất cả mọi công cụ ở một chỗ nó có được một cái lợi thế đó là chúng ta sẽ không cần phải mua những công cụ riêng lẻ ví dụ như chat CPT 4 o chỉ muốn sử dụng 20 đô một tháng rồi Missioni 10 đô một tháng là có rẻ nhất ha hoặc là những công cụ khác thì nó cũng đâu đó tầm 10 15 đô ha, Runway thì 15 đô này, Adelram đâu đó 8 đô ha. Chúng ta không cần sử dụng riêng lẻ như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng riêng lẻ như vậy thì đôi khi trong một tháng đó đó anh chị không có sử dụng hết. Ví dụ trong Runway mình nhớ thường tầm 625 credit cho gói 15 đô chẳng hạn thì có thể là trong tháng đó chúng ta sử dụng không hết đâu thì nó sẽ hơi phí ha. Hoặc là trong Missouri thì cũng vậy, tức là khoảng 200 phút để mà tạo ra được hình ảnh cho cái gói rẻ nhất là Có 10 đô ha. Đôi khi chúng ta sử dụng không hết Nhưng mà nó cũng có một cái hạn chế Khi mà chúng ta sử dụng tất cả công cụ Ở một nơi như vậy đó. đó là Mình cảm giác có vẻ là đôi khi Nó sẽ không có mang lại cái cảm giác Mà sử dụng cái công cụ đó nó tối ưu nhất Anh chị có thể là Đó là cái cảm giác của mình thôi Còn anh chị thì mình cũng chưa biết Bởi vì khi mà mình sử dụng Mizuni ấy, Mình sử dụng trên giao diện Mizuni ấy, hoặc là giao diện Discord trước đây ấy, Cảm giác tạo ra cái hình ảnh đó, Nó chất lượng hơn anh chị Hoặc là chúng ta tinh chỉnh được nhiều hơn ha thì đó là cũng là một cái lựa chọn khi mà chúng ta cần sử dụng ha. Đối với anh chị nào mà sử dụng nhiều á, giống như mình á thì mình sử dụng từng công cụ sẽ tốt hơn. Ví dụ như mỗi tháng mình có thể sử dụng gói Mesony chắc chắn là sẽ hết hoặc là gói Runway chắc chắn sẽ hết ha. Có thể là trong tháng đó mình phải mua thêm những cái giờ tạo thêm hoặc là những cái gói nâng cấp cao hơn nữa mình mới sử dụng đủ ha. Còn đối với anh chị mà sử dụng ít á hoặc là thi thoảng chúng ta mới sử dụng thì Global CPT này là một trong những nơi mà chúng ta có thể tích hợp chúng ta có thể sử dụng tất cả ha mình phân tích cái mặt lợi hại như vậy để anh chị có thể cảm nhận và chúng ta có thể đưa ra những quyết định chúng ta ha khi vào đây rồi mình sẽ xem thử mức giá như thế nào để chúng ta có thể cân nhắc được anh chị sẽ vào phần upgrade plan ha mình nhấp vào đây chúng ta xem thử ha chúng ta đăng nhập một tài khoản Google vào trước ha ở trong đây á anh chị sẽ thấy nó có hai cái dạng plan một cái dạng là subscribe plan và cái dạng thứ hai là top up plan và subscribe plan á nó có hai dạng nữa đó là trả theo tháng hoặc trả theo năm ví dụ trả theo tháng đi gói rẻ nhất là 8,9 đô thì trong cái gói mà 8,9 đô này chúng ta sử dụng được gì đây đầu tiên AI search nè chúng ta sử dụng được 1.000 query tức là chúng ta sử dụng được 1.000 câu lệnh anh chị khi mà chúng ta tìm chúng ta yêu cầu thì mỗi yêu cầu như vậy nó tính là một query ha một lệnh ha chat cũng vậy hoặc là tạo ra hình ảnh cũng vậy tạo hình ảnh thì nó tạo được 100 hình ảnh ha đấy chat thì 500 query hả chị ví dụ chúng ta có thể sử dụng được GPT 4 o này hoặc mini hoặc là rock nè hoặc là mistro weven ha rất là nhiều công cụ đây ha ở trong cụ tạo hình thì có bắt này nó sẽ có là Misuni nè anh chị đây nó tạo được khoảng 100 hình ảnh ha đó là gói 89 đô ha còn nếu chúng ta muốn sử dụng lên thêm nhiều cái tính năng nữa ví dụ như chúng ta muốn sử dụng về video chẳng hạn thì chúng ta phải nâng cấp lên những cái gói Pro, ví dụ như gói Pro 15 đô một tháng nè anh chị sẽ có thể tạo ra video, 50 video chất lượng cao ha ở đây họ sử dụng cái nền tảng nào để tạo video thì chúng ta sẽ kéo xuống xem thử họ sẽ sử dụng cái nền tảng là Runway ha để tạo ra video thì Runway là một những nền tảng tạo video khá hay rồi trong đây thì họ không ghi Runway Gen 3 hay là bao nhiêu thì mình cũng chưa biết là Runway như thế nào anh chị ở đây có thể là khi mà chúng ta nâng cấp rồi chúng ta sử dụng thì chúng ta mới biết được ha còn cái gói mà Unlimited á tức là chúng ta sử dụng được không giới hạn á thì nó không giới hạn ở cái mức là AI Search và AI Chat anh chị. Ở đây anh chị sẽ thấy ha. Còn về phần hình ảnh, phần video phần những cái model cao cấp của GPT như O1 hoặc là 4.5 Review thì tất cả mọi thứ nó đều có cái giới hạn anh chị. Hình ảnh thì được 500 hình ảnh, video 150 video này. GPT mà O1 thì được 500 query anh chị. Thì đối với mình có vẻ là cái gói 37 đô nè, sử dụng cũng tương đối là ổn anh chị. Đó là gói theo tháng anh chị. Còn đương nhiên mà khi chúng ta mua gói theo năm thì họ sẽ giảm giá cho chúng ta cái cách thứ hai mà khi mà chúng ta mua gói đó, đó là mua theo cái dạng là top up plan nè anh chị sẽ thấy tên đây top up plan thì top up plan này nó có nghĩa là gì tức là chúng ta nạp bao nhiêu chúng ta sử dụng hết bao nhiêu thôi anh chị giống như việc mà anh chị có 10 đô đi thay vì anh chị chỉ tạo ra hình ảnh trong Misuni thì anh chị có thể đưa 10 đô đó vào anh chị có thể sử dụng chất cpt 4 o này có thể sử dụng Misuni này có thể sử dụng clean chẳng hạn như vậy thì 10 đô đó nó họ sẽ chạc từng phí kiểu giống như là Clini ai tạo một video thì bao nhiêu lên tạo một video bao nhiêu hoặc là khi mà chúng ta search đó, chúng ta sử dụng ChatGPT 4 o thì một lệnh như vậy đó, họ sẽ tính bao nhiêu thì cái đó là cách họ tính ha ở trong cái top up plan nè khi mà chúng ta mua vào đây á, ví dụ như mình nạp vào đây 50 đô đi thì họ sẽ chạc chúng ta và khi mà chúng ta sử dụng bao nhiêu thì họ sẽ tính phí của chúng ta bao nhiêu ha cái đó cũng là một trong những cách mà khi mà chúng ta sử dụng ít thì anh chị có thể nạp vào đây 20 đô hoặc 50 đô chẳng hạn mọi thứ trong đây ha rất đơn giản ha để mà thanh toán thì cũng có khá đơn giản ha nhấp vào đây chúng ta bấm vào Google Pay nè anh chị hoặc chúng ta trả bằng thẻ tín dụng nữa ha Ok anh chị chúng ta sẽ sử dụng thử một số cái tính năng ở trên đây để mình sử dụng thử xem là nó có hiệu quả thật sự không ha ví dụ như mình vào phần mà recommend nè anh chị sẽ thấy ha ví dụ họ recommend cho designer thì sử dụng gì student thì gì nào, developer thì gì cơ bản là họ chỉ gom gọn những cái công cụ thôi anh chị còn cái phần explore này là hầu như là các công cụ nằm đấy ha ví dụ bây giờ mình sẽ sử dụng thử là bản um, Michonne đi Mitsuni 6.1 để mình tạo hình ảnh thứ ha ví dụ như một tấm hình này đến chị mình tạo nó Mitsuni nè photography of full body of asian girl ha đây mình tạo ra một tấm hình như thế này mình cũng dùng cái câu rơm đó ở trong global cpt này luôn mình tạo theo cái tỷ lệ là 916 chẳng hạn ở trong đây á, thì nó có một cái kiểu khi mà chúng ta sử dụng ở trong robot GPT á, mình thấy nó khá là hay cho anh chị mà khi mà anh chị chưa biết cách viết rơm như thế nào cho hợp lý á họ có hướng dẫn chúng ta style nè anh chị có thể chọn đây ha ví dụ style như thế nào ví dụ như đây chúng ta có thể chọn theo cái style của anime nè hoặc là style của manga nè hoặc là style siêu thực hoặc là style kiểu như hình vẽ rất là nhiều thứ trong đây ha khi mà chúng ta chưa biết cách viết rơm anh chị có thể chọn style đây đấy nó sẽ tự động nó tạo ra cho chúng ta ha View cũng vậy, tức là view từ trên cao xuống hoặc là view phía trước, view phía sau hoặc là view ngang vai chẳng hạn rất là nhiều kiểu hết anh chị. Đó, hoặc là nhiều kiểu như character shot tức là chụp cận cảnh này, chụp uh, close up này hoặc là chụp kiểu như là extra long shot tức là nó những cái góc chụp khác nhau anh chị để thấy nhân vật gần xa hay gì đấy chúng ta có thể sử dụng được ha. Ánh sáng cũng vậy, ví dụ như ánh sáng ấm, ánh sáng lạnh, ánh sáng cứng, ánh sáng theo kiểu như phim ảnh hoặc là kiểu phản chiếu ha, khá là nhiều thứ ha thì đây thực tế nó cũng là những cái dạng khi mà chúng ta đưa vào Missouri á khi mà chúng ta đưa vào Cobram á thì anh chị có thể đưa những keyword này vào còn đây thì chúng ta có thể không cần phải keyword thì chúng ta chỉ cần list chọn này thôi thì anh chị sẽ không cần nhớ keyword đó ha đấy chúng ta có thể chọn như thế này ví dụ như mình không chọn gì hết ha mình để nguyên Cobram này và mình chọn vào vào generate ha về cái chất lượng hình ảnh á ví dụ như trên đây mình thấy một số hình ảnh như này mình tạo ra thì với cái câu lệnh như thế này nó tạo ra một cái hình ảnh có vẻ là sẽ siêu thực hơn hết anh chị. Cái dạng giống như ảnh chụp á thì hầu như là nó sẽ như vậy ở trong Midjourney ha. Còn ở trong đây á anh chị sẽ nhìn thấy ha, các hình ảnh này có vẻ nó không được uh, siêu thực lắm anh chị. Sau khi mà chúng ta sử dụng ở trong Midjourney rồi bây giờ mình sẽ thử lại ở trong một cái tác vụ khác, ví dụ như trong mini đi. Ở đây chúng ta sẽ có mini 2.0 Flash nên anh chị. Thì phiên bản này cũng có thể tạo được hình ảnh ha, hoặc là viết chữ chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình sử dụng là Gemini 2.0 Flash ở trong Global CBT và sử dụng Gemini 2.0 Flash ở trong ngay chính của Gemini luôn hả chị thì để xem cái kết quả khác nhau nhiều lắm hay không ha. Ví dụ như mình sẽ yêu cầu trong đây là tạo một cái hình ảnh bánh mì chẳng hạn, rất là đơn giản thôi ha. Mình sẽ yêu cầu nó như thế này ha. Anh chị sẽ thấy ha, mình sẽ yêu cầu cái bản Gemini 2.0 Flash ở trong Global CBT này yêu cầu là tạo ảnh về món bánh mì Việt Nam nằm ở trên một cái bàn gỗ thì nó báo cho mình nó nó không thể tạo được hình ảnh ha để anh chị nó kêu là mình hãy Google cái từ khóa này đi để tìm hình ảnh ha nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng trong Gemini của Google anh chị hình này chắc chắn nó sẽ tạo được bởi vì ở trong Gemini 2.0 Flash đó anh chị nó là tích hợp cái image 3 vào rồi nó tạo ra hình ảnh được anh chị bởi vì Imagen 3 này khi mình chỉ sử dụng á, thì chúng ta có thể tạo ra những hình vật này những hình người cũng được nhưng mà nếu mình chỉ sử dụng hình người á, thì có hai cách một là chúng ta sử dụng trong Germany Advanced hai là chúng ta sử dụng ở trong Labs Google anh chị thì mình đã có một video rất là chi tiết ha mình hướng dẫn cho chị cách sử dụng Imagen 3 ở trên Google này như thế nào tạo hình ảnh tên người anh chị hoàn toàn miễn phí ha anh chị xem ở video ở cuối cái phần video này mình sẽ để đó cho anh chị xem ha ví dụ như cùng là Germany 2.0 Plus mình sử dụng ở trong đây anh chị sẽ thấy là có thể tạo ra được cái phần hình ảnh bánh mì nè nó nằm ở trên đây còn ở sơ mini 2.0 flash ở trong global gpt thì nó lại không tạo được hình ảnh anh chị có thể là phần hình ảnh thì trong global gpt này nó sẽ tính riêng về cái phần hình ảnh còn cái phần viết nội dung thì nó mới tính riêng cái phần viết nội dung ha ví dụ như bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là viết một cái bài hoặc là một cái kế hoạch về marketing đi chẳng hạn khá là chi tiết ha để xem nó viết được như nào ha đây chúng ta sẽ so sánh từ từ luôn anh chị ví dụ như chúng ta yêu cầu về việc là viết về một kế hoạch marketing quý 125 cho bánh mì chả cá sản phẩm bánh mì chả cá đi thì ở đây ở trong bảng Gemini của Google khi mà chúng ta viết thì nó sẽ gồm có tấm tắt phần điều hành phân tích tình hình mục tiêu chiến lược marketing và chiến thuật marketing sẽ chạy như thế nào anh chị chạy đi thổ hoặc là chạy truyền thống hoặc là ngân sách như thế nào ha đo lượng đánh giá đây là một cái phần khá là chung chung anh chị và đây là một phần viết ở trong Gemini anh chị còn ở trong Global CBT nè mình cảm giác là nó viết khá là chi tiết anh chị đây nó viết đến bây giờ cũng chưa xong nữa còn ở trong mà Global CBT anh chị anh chị sẽ thấy là nó viết rất là chi tiết ha ví dụ như nó sẽ phân tích là đối tượng mục tiêu là như thế nào nè ở trong Gemini thì thì chưa có nè để chúng ta sẽ thấy ha rồi đánh giá về mục tiêu máy tinh nè thì mục tiêu máy tinh gồm những gì nè rồi bao gồm cả phần mà kênh máy tin á thì sẽ gồm những kênh trực tuyến ngoại tuyến như thế nào ngân sách thì nó sẽ phân bổ như thế nào anh chị ở trong Gemini này thì nó chỉ nói về ngân sách chung chung thôi ha nó không có phân bổ như thế nào ha anh chị ở đây phần này đây còn ở trong đây thì nó phân bổ là 40 trăm 20 trăm gì đấy nhìn qua thì khá là chi tiết ha mặc dù cùng là cái model Gemini 2.0 Plus nhưng mà ở trong Global GPT riêng về cái phần viết á, thì nó lại vượt trội hơn bản 2.0 Plus ở cái bản miễn phí bên này ha anh chị mặc dù bên này mình cũng sử dụng bản miễn phí thôi nhưng mà mình cảm giác là nó chi tiết hơn rất nhiều ha như vậy chúng ta cũng có thể phân biệt được khi mà chúng ta sử dụng những cái AI mà tích hợp như thế này á, dạng như logo CPT thì có thể là một số tác vụ nó sẽ thực hiện tốt hơn một số tác vụ thì nó thực hiện không bằng so với cái công cụ AI đơn lẻ anh chị ví dụ như lúc nãy mình yêu cầu về tạo hình ảnh trong Mizuni này hoặc là tạo hình ảnh ở trên sơ mini 2.0 này thì nó không bằng ha còn phần viết nội dung nè mình cảm giác có vẻ là nó chi tiết hơn cái phần nội dung nó bám sát hơn về cái yêu cầu của mình ha anh chị Ok anh chị đó là logo CPT ha một công cụ để chúng ta có thể tích hợp nhiều công cụ lại với nhau chúng ta sử dụng hầu như các AI ở cùng một nơi ha và với một cái chi phí cũng khá là rẻ anh chị anh chị có thể cân nhắc và nâng cấp để chúng ta có thể sử dụng ha nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel ngày công sở bye bye anh chị